Chào các bác, em lên sóng một con nồi chiên Philips, cái dạng cơ, dễ dùng, dễ xoáy. Thì các bác nào thích sự đơn giản, gọn nhẹ thì các bác lấy chiếc này. Cái dòng nồi chiên không dầu của Philips thì nó là nổi tiếng nhất thị trường rồi. Bền bỉ, chất liệu, linh kiện tốt. Đấy, giá mới của nó khá đắt các bác nhé, mới nó loanh quanh khoảng 6 triệu đấy. Cái chiếc này thì em bán là 2 triệu, bảo hành 1 năm, điện 100V nguyên bản của Nhật. Giá chưa bao gồm biến áp, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây là hai số điện thoại giao dịch bên em nhé. Có hai kênh YouTube, các bác xem kênh thì cho em xin một cái đăng ký kênh nhé. Đây, nồi các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ đây, 200, 160, chỉnh tay, nói chung là dễ dùng, người già trẻ nhỏ đều dùng được. Điều chỉnh thời gian mình xoáy này, 10 phút, 9 phút, 20, 25, 30 phút, mỗi lên đèn sáng đây. Tình trạng nồi còn rất mới nhé. Đây, cái này nó bẩn thôi, rất là mới, được các bác sạch sẽ, có ký hiệu các này đây. Lòng nồi cực sạch nữa các bạn này. Con này rất là ít dùng nhé, còn rất là mới luôn, hàng Philips. Cái lòng này của nó đây, nhiều bác lại quay lại, nhiều bác hỏi nướng được gà không, thì không nướng được đâu các bạn nhé. Lòng nó chỉ khoảng loanh quanh gần 20 phân thôi, chiều sâu nó khoảng 6 đến chiều không khoảng 8-9 phân thôi ạ. Nướng các đồ ăn bình thường, rán cá hay là rán đậu, nướng những miếng thịt nhỏ nhỏ khoảng nửa cân đổ lại loanh quanh như vậy thôi. Nấu tất cả những món gì mà liên quan dầu mỡ các bác đều nấu được hết, rất là gọn nhẹ tiện, sạch sẽ, không bị mùi, không bị cháy, không phải đảo gì cả. Đấy, các bác nấu một vài lần mình quen cái thời gian rồi thì mình cứ như thế, mình chỉ nhiệt độ là mình nấu được thôi. Đấy, các bác nào thích chiếc này alo em nhé. Chào các bác.